Rồi tiếp mọi người ha. Thì trong các lỗ ruby á, thì bán chạy nhất là hai ông này là 8 ly và 10 ly thân trắng. Còn hai cái ông này á, thì dành cho các những cái gạch cứng á. À, gạch cứng thì cắt những loại lớn này nó sẽ bền hơn đó. Thì hai ông này cắt gạch cứng thì giá sẽ mắc hơn thôi. À, đó thì tùy mọi người có nhu cầu mà mình trang bị cái lưỡi phù hợp á. Thì những cái lưỡi này nó chỉ trang bị sử dụng cho máy ruby hoặc ruby nha. Đó, nó dùng cái cây loại cái cây đứng vậy nè. Thì trên thân lưỡi nó có xe rảnh đó. Trên thân lưỡi nó có xe rảnh, ba cái rảnh dọc theo cái thân lưỡi đó. Thì ruby nó độc quyền cho đó, nó phải có cái rảnh thì nó mới vô. Thì là mọi người để ý nè. Dạ. Trên cái thân lưỡi này nó có ba cái rảnh. Đây bên hông cái rảnh đó nè. Ở bên đây cái rảnh, dưới cái rảnh đó là nó có tổng cộng ba cái rảnh. Đó. Đây như ông này. Đó bên đây bên hông cái rảnh rồi bên hông cái rảnh nè. Tổng cộng là ba cái rảnh. Ha. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với số điện thoại cho mình trên màn hình ha, hoặc là để lại số điện thoại hoặc địa chỉ ở dưới phần bình luận ha. Rồi cảm ơn mọi người, xin chào. Rồi chào mọi người, hôm nay giới thiệu cho mọi người mấy cái lưỡi cắt gạch của ruby ha. Thì các lưỡi này nó dùng cho những cái máy bàn đẩy tay của ruby đó. Thì trên cái lưỡi này nữa có mấy loại như sao. Thì cái này có giá là 250.000. Thì cái loại này nó là 10 ly mà cái thân nó màu đen ha. 10 ly thì cái thân nó màu đen, giá 250 đó. À, 10 ly. Cái tiếp cái thằng này giá là 270. Thì 270 cái này nó chỉ có 8 ly thôi. Nha, 8 ly mà cái thân màu trắng. Thì tôi không biết ruby sao nó lại phân biệt giữa trắng với đen này, nhưng mà cái thân màu trắng thì nó sẽ mắc hơn, cái giá nó mắc hơn. À, thân màu trắng cái này 8 ly là 270. À, cái này 10 ly thân màu trắng là giá là 300.000. Kế tiếp này là 18 ly, 18 ly thì giá 380. Còn cái tiếp cái này là cũng 18 ly, 18 ly này là 450. Thì ruby nó có 22 ly nữa, nhưng mà ở đây tôi không có hàng tôi giới thiệu, những cái đó bán chậm lắm. Thì tôi giới thiệu những cái mẫu là thông dụng ha, là nó gồm là 10 ly nè, 8 ly thân trắng, 10 ly, 18 ly, ba này thân trắng. Thì chúng ta bán chạy nhất là những cái ông này chạy nhất là ông này, và cái tiếp là ông này, hai ông này là chạy nhất.